Thưa quý vị, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến còn phức tạp, tuy nhiên để trẻ em, đặc biệt là học sinh nghèo, được đón mùa Trung thu ý nghĩa, Quận đoàn Cẩm Lệ phối hợp với Đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức chương trình Trung thu ấm áp, lan tỏa yêu thương. Đây là một trong những hoạt động của các cấp các ngành Đà Nẵng nhằm giúp các em có một cái Tết Trung thu ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt, bánh trung thu và tập vở, được chuẩn bị tươm tất để trao đến tận nhà các học sinh nghèo trên địa bàn quận. Trung thu năm nay là một mùa trung thu đặc biệt, không có tiếng trống, không có múa lân, không có chú cuội chị Hằng, cũng không có những cuộc thi rước đèn hay thi múa lân. Nhưng những món quà như thế này phần nào đem đến cho học sinh nghèo trên địa bàn quận niềm vui và sự động viên trong cuộc sống. Với mong muốn chia sẻ được niềm vui, lan tỏa sự ấm áp của Tết thiếu nhi cho đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, thì triển khai cái chương trình trung thu ấm áp, lan tỏa yêu thương đến cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Thì qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn động viên các em thiếu nhi cũng như là chia sẻ niềm vui của Tết thiếu nhi đến cho các em. Trong chuỗi những hoạt động chăm lo Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo, sắp tới quận đoàn Cẩm Lệ sẽ tổ chức chương trình Nâng bước đến trường cho các em thiếu nhi. Các món quà cũng sẽ được trao đến tận nhà cho các em để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.